Thời điểm này, dịch COVID-19 ở tỉnh ta đã được khống chế, tuy nhiên công tác phòng ngừa thì vẫn được các địa phương coi trọng và duy trì. Ghi nhận sau đây tại thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, địa phương không chỉ có dân số đông với gần 17.000 nhân khẩu mà còn có nhiều công nhân trọ lưu trú tại đây. Gia đình ông Nguyễn Văn Tư ở thôn Ông Tố có 9 phòng trọ với 17 công nhân lưu trú thường xuyên. Ông cho biết, dù khu trọ ở cách biệt với nhà ở, nhưng ngày nào ông cũng nhắc nhở người trọ vệ sinh môi trường xung quanh và tại nhà giữ gìn an ninh trật tự. Từ khi xuất hiện dịch COVID-19, mỗi tuần 2 lần, ông đều phun thuốc khử khuẩn. Thì các hộ đến tạm trú tạm vắng thì tôi yêu cầu phải có giấy kiểm dịch và khai báo y tế rõ ràng. Thì mà công ty nào phải có giấy chứng nhận, xác nhận của công ty thì tôi mới cho ở. Thị trấn Yên Mỹ có 40 khu nhà trọ với trên 400 người nơi khác đến lưu trú, trong đó có 3 người tỉnh Hải Dương về nghỉ Tết chưa trở lại, còn lại hầu hết đến từ những tỉnh vùng cao như Sơn La, Lai Châu, Hà Giang. Với những trường hợp không về quê ăn Tết, địa phương thường xuyên đến kiểm tra, yêu cầu thực hiện nghiêm túc công tác phòng dịch cũng như các quy định khác. Những người trở lại sau kỳ nghỉ Tết bắt buộc phải khai báo y tế, nếu không thực hiện thì kiên quyết không cho lưu trú. Những trường hợp đến trọ bắt buộc là phải có giấy khai báo y tế ở địa phương và ở cơ quan thì chúng tôi mới chấp nhận, tôi thông báo nhà trọ thì mới chấp nhận được cho ở trọ được, không có thì không được ở trọ. Và phần thứ nhất là đã không được ở trọ mời ra ngay chứ không được để cho ở trong khu vực địa phương này nữa. Chúng tôi cương quyết là như thế, thường xuyên tối đến là đi kiểm tra ở các phòng dãy phòng trọ, kiểm tra liên tục chứ phải không. Nhắc luôn nhà chủ là với điều kiện là sai phạm các anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Là địa phương có dân số đông nên địa bàn có gần 100 quán bán hàng ăn uống và các dịch vụ khác. Hơn nữa, hàng ngày thường xuyên có người và các phương tiện đi và đến từ các tỉnh khác gây khó khăn cho công tác phòng ngừa dịch bệnh. Xác định rõ khó khăn này, ngoài việc tuyên truyền ngày 2 buổi trên hệ thống truyền thanh cơ sở, trực tiếp đi nhắc nhở các tụ điểm, các gia đình có đám hiếu, đám hỉ, ban chỉ đạo phòng chống dịch của thị trấn còn dùng xe lưu động, đi tuyên truyền thường xuyên trên các tuyến đường. Lực lượng công an làm nhiệm vụ một lúc với hai chuyên đề đảm bảo an ninh trật tự và làm tốt công tác phòng chống dịch, không lơ là chủ quan mất cảnh giác trong cái việc công tác phòng chống dịch, tập trung vào những khu đông dân cư, khu nhà cho thuê trọ, yêu cầu thực hiện nghiêm túc 5K, tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Hiện trên địa bàn tỉnh, dịch COVID-19 đã được kiểm soát, tuy nhiên, việc duy trì tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý các vi phạm sẽ giúp cho các địa phương vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo an ninh trật tự để tập trung phát triển kinh tế.